Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Obama loan báo Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ từ chức. Ông Hagel đã đồng ý lưu nhiệm cho đến khi người kế nhiệm ông được bổ nhiệm. Ông Hagel giữ chức bộ trưởng từ tháng 2 năm 2013 và là nhân vật thuộc đảng Cộng hòa đáng chú ý nhất trong nội các của Tổng thống Obama. Một cô bé 12 tuổi đã bị một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Cleveland thuộc bang Ohio bắn chết sau khi nhầm khẩu súng đồ chơi là súng thật. Cảnh sát phản ứng sau một cuộc gọi báo nguy 911 cho biết có người trong công viên đang chĩa súng vào những người xung quanh. Đại học Virginia đã đình chỉ hoạt động của tất cả những hội huynh đệ cho đến tháng Giêng sau một bài báo đăng trên tạp chí Rolling Stone. Trong đó, một phụ nữ kể lại việc bị hãm hiếp tập thể tại một bữa tiệc của hội huynh đệ Phi Kappa Psi khi cô là sinh viên năm nhất vào năm 2012. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.